Vào tối ngày 29 tháng 12 năm 2020, khán giả Việt Nam bàng hoàng trước thông tin nam ca sĩ Vân Quang Long qua đời. Theo nguồn tin thân cận cho biết, anh gặp cơn đột quỵ và mất tại Mỹ. Thông tin này khiến cho nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đau xót. Chiều ngày 29 tháng 12, diễn viên Linh Lan, vợ của Vân Quang Long, gọi điện thoại từ Mỹ về khóc và bảo ông xã cô vừa qua đời vì đột quỵ. Cách đây 2 năm, Vân Quang Long định cư tại Mỹ và tuyên bố giải nghệ. Thật đau xót khi em còn quá trẻ mà qua đời vì chứng đột quỵ, ca sĩ Khánh Bình xúc động. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho biết, tôi sốc khi hay tin. Hồi tháng trước, anh ấy còn gọi điện nói chuẩn bị sắp xếp về Việt Nam đi hát. Vì dịch, cuộc sống anh ấy khó khăn. Ca sĩ Quách Tuấn Du vừa khóc vừa kể, tôi vừa nhận được tin từ bầu đệ bên Mỹ. Anh ấy kể cách đây vài tiếng Vân Quang Long đi ăn với gia đình về, thấy mệt nhưng vẫn đi tắm, không ngờ ra đi ngay sau đó. Ca sĩ Khánh Ngọc cũng thảng thốt, tôi nghe tin mà rụng rời. Không thể tin được. Vân Quang Long, tên thật Lê Quang Hiển, sinh năm 1979, xuất thân trong một gia đình nhà giàu ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Anh nổi tiếng cùng nhóm 1088, thành lập năm 2000 dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Đỗ Quang. Nhóm gồm 5 thành viên: Nhật Tinh Anh, Vân Quang Long, Điền Thái Toàn, Ưng Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo. Các thành viên 1088 thu hút nhiều fan nữ nhờ ngoại hình điển trai, vũ đạo tốt, phong cách trình diễn đa dạng. Năm 2002, 1088 bất ngờ tan rã khiến nhiều fan tiếc nuối. Sau khi nhóm 1080 tan rã, Vân Quang Long tiếp tục sự nghiệp solo và kết hợp song ca cùng một vài ca sĩ nổi tiếng, Cẩm Ly, Khánh Ngọc. Từ tháng 3 năm 2017, nam ca sĩ định cư tại Mỹ và tập trung vào kinh doanh nhà hàng, bất động sản. Khi có thời gian rảnh, cựu thành viên 1088 vẫn đi hát tại các sự kiện của cộng đồng người Việt. Ngoài ra, anh và các đồng nghiệp Phan Đình Tùng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên còn hợp tác làm chung công ty về sản xuất âm nhạc. Năm 2017, nam ca sĩ kết hôn lần 2 tại Mỹ.